nhấn đăng ký kênh 23 để được 100.000 sub nhé. Lại thôi mọi người. Chưa nhìn thấy con Silencer, anh không thấy hay đâu rồi nhá. Xong con mẹ vẫn tưởng thấy Blackout một cái đít mẹ. Cái đít của chứ. Ôi đánh kia, không đánh à, ôi rồi chết rồi, nó khỏe hơn à, được. Cái đít mẹ. Cơ hội Blackout kia. Nói thôi, đít mẹ. Xong việc rồi bạn ơi, thôi đi về bạn ơi, nhà này còn tí lắm. A few minutes later. Blackout! Hold it, hold it. Kêu anh em ơi. Có nhỉ. Đéo hiểu sao. Đi mẹ tụi ơi, có cái lốc mà bạn sao mà cũng tự lốc vào lên. Không thương, đi mẹ đợi anh em ra để bết đấy. Đi con mẹ. Ok, chơi không? Né sao rồi, né sao rồi. Hai, sao lên ba. Đi con mẹ, chúng phải ăn bọn tao thực sự luôn. Bố mới giả vờ thôi, ui ơi, cái lô gì đây, từ bình tĩnh, Anh em làm được. Thôi sức mạnh của tình bạn. Đúng đi. Ủa đi anh em đánh giường OG vậy. Lồn ấy, đi con ấy. Đi con mẹ. Chọc. Đi mẹ. Hào hào hào. Toà. Ngã. Thế là hero thủ à? Thế là từ hero thủ từ đây à? Ngày xưa anh chơi 2500 trận tinh thơ. Có yeah, anh phải ác mộng luôn. Ông ấy đến mức ông phải tặng anh set này mà. Có vấn đề đó. Được anh. Không để ao em đắc cái lồng nhèo cũng ăn tôm hú nên em mới không đeo sưu tầm money để làm đôi cái hàm răng. Đấy rồi. Ra đâu ngâm ngam. Không một hình xăm. Ơ đi mẹ đi tu. Đi cô lại đặt chạy. Vãi lớn. Surprise motherfucker. Oh my god, inhuman reactions. Surprise motherfucker. Ok, cứ đi. Mẹ từ một đi con mẹ. Chịt mẹ mày, lắc thế. Lắc thế cái lồn à? Lắc thế bố mày làm lồn rồi đấy. Ô, tên ơi. Chú ơi. Anh đã đâm tin em. Ờ, tạo cái này cơ, nó nhào nhỉ? Ui, tạo cái này. Đi, cô em đưa thì thích kém quá. Tưởng có cái bốt là làm bố nó rồi. Nó hự quá nhỉ? Thì con mẹ, chúng bạn đây, ai giờ đi thấy là cố gắng cơ hiện clip nhé.